Dạ, em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức xin gửi lời chúc thân thương đến quý vị khán giả xem video trong và ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ em cảm ơn anh hôm nay đến với chương trình Kết nối yêu thương để bày tỏ bản thân của mình để tìm lại một nửa yêu thương. Em mời anh giới thiệu giùm em để gửi đến quý vị khán giả thân thương như là anh tên gì và từ đâu đến. Em mời anh. Anh thì ở quận 6. Dạ. Gốc ở quận 6 luôn, từ nhỏ lớn. Dạ. Anh thì nói chung là cũng từ nhỏ lớn là cũng như chưa lập gia đình. Dạ. Chưa lập gia đình. Còn anh nghề thì anh hiện giờ đang chạy xe công nghệ. Dạ. Xe công nghệ. Dạ. Dạ mình tên của mình là tên gì anh? Tên là tên trong giấy tờ là Dương Tiến Chinh. Dạ. Còn ở ngoài là tên ngoài là Dương Thiện Tâm. Ở ngoài là tên trong giấy của anh là tên Chinh, còn ở ngoài là Tâm. Gia đình gọi là anh Tâm, Tâm anh ha. Đúng. Vậy là giờ em gọi tên nào chứ nay? Tâm đi. Dạ gọi anh Tâm nha. Cho dễ. Có nghĩa là anh Tâm vừa chia sẻ để giới thiệu gửi đến quý vị khán giả và quý chị xem một chương trình. Anh Tâm năm nay 51 tuổi. Anh sinh năm 1972. Nguyên quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Đúng. Dạ. Hiện cái công việc hiện tại là mình chạy xe công nghệ. Đúng rồi. Và tình trạng hôn nhân gia đình như anh vừa chia sẻ là độc thân, chưa lập gia đình lần nào luôn. Chưa. Em thấy anh nhìn hoạt bát vui khỏe hòa đồng kiểu này mà sao mà 51 tuổi chưa lập gia đình, không lẽ khó tại tính nói chung mà anh cũng hơi kỹ tính. Dạ. Từ nhỏ nói chung là kỹ tính, ở nhà từ bé là nhà anh kêu anh là ông cụ non á. Vậy đó hả? Là biết anh rất kỹ tính rồi. Giống như nói về tính hoạt bát á thì anh ra kinh doanh từ nhỏ rồi. Dạ. Từ nhỏ cuộc đời anh sống kinh doanh với ra đời rất sớm. Dạ. Nên nói chung anh kỹ tính, vừa hơi khó tính chút nên kén chọn, nói chung cũng chưa lập gia đình. Dạ. Vậy đó. Nhưng mà cái tuổi trẻ của mình đó anh, cái tuổi trẻ là mình kỹ tính, mình kỹ tính trong cái trường hợp cũng như là mình tính cách mình khó khăn hay là mình kỹ về như thế nào, anh có thể chia sẻ giùm em không? Anh kỹ tính là giống như về cái nguyên tắc sống của một con người thôi. Dạ. Thứ nhất là cái đạo đức. Dạ. Cái thứ hai là thí dụ mình xác định mà lập gia đình á, tại lý do anh chưa lập gia đình vậy nè, tại anh quan niệm cái lập gia đình là nó thiêng liêng dữ lắm. Ví dụ mình lập gia đình là mình phải sống với một người đó, là mình xác định là đã lập là phải sống tới già phải chết. Dạ. Chứ anh không có dạng mà nói đi nửa chừng là bỏ ngang cho dầu người đó như thế nào. Dạ. Là cái tâm tính anh là vậy, là cái gen nè. Dạ. Như ba mẹ anh cũng vậy, thì bởi vậy cái gen di truyền sao á. Dạ. Còn bây giờ là như là anh năm nay 51 tuổi rồi, nhưng mà mình lớn tuổi rồi anh, mình cũng cần có một người bạn đời để sau này còn về hữu hỷ cái tuổi sớm chiều. Đúng, chính thì, xác. Cái tuổi trẻ thì đôi khi mình khó tính thì cái chuyện đó thì mình có thể không nói đi, nhưng mà giờ mình lớn tuổi hơn rồi có dễ hơn, dễ chút, dễ một chút đi ha, ha, để dễ tìm bà xã. Đúng rồi. Dễ chút. Dạ. Là hiện tại là nhà anh Tâm ở thành phố, là mình ở riêng hay là ở cùng với gia đình anh Tâm? Ở cùng gia đình. Dạ. Rồi thì anh Tâm có thể chia sẻ thêm giùm cho em á. Anh Tâm cũng thông cảm cho em là gì, khi mà anh em mình trò chuyện đó thì em đặt những câu hỏi đó, cũng mong anh thông cảm cho em á, là khi mà anh em mình trò chuyện đó thì khi mà quý vị khán giả và bên cạnh đó là quý chị mà để tìm hiểu anh á, mới hiểu được một phần nào tâm tư cái nguyện vọng của anh. Để quý chị liên lạc về chương trình anh chị có thời gian tìm hiểu. Okay. Nên em mong anh là khi mà em đặt những câu hỏi cũng mong anh thông cảm giúp em. Rồi không gì. Dạ. Em cứ đặt câu hỏi. Như là năm nay anh Chinh 51 tuổi, hiện nay là nhà mình ở thành phố Hồ Chí Minh, đang ở cùng với gia đình. Thì khi mà em chia sẻ video, ví dụ là có chị nào mà liên lạc về chương trình đó, trong cái thời gian anh chị tìm hiểu với nhau mà cảm thấy hòa hợp đó, thì anh có dự kiến cho mình là chuẩn bị là sau này mình đón bà xã tương lai mình về là ở cùng với gia đình, hay là anh có cái chỗ nào để là hai anh chị là riêng tư hay là như thế nào để anh chia sẻ không? Nếu mà nói được thì anh chỉ ở cùng gia đình thôi. Dạ. Nếu nói khả năng riêng tư thì anh không có. Dạ. Anh chỉ sống chung với gia đình thôi. Anh đang ở chung với ba mẹ. Đúng rồi. Dạ. Mẹ với mấy anh em. Dạ. Dạ. Còn ví dụ mà chị nào mà có công việc gì đó hay là mời anh về bên phía chị để là cùng bên chị, anh có đồng ý không hay là anh phía nếu mà anh cảm thấy ngay đó là thứ nhất họ có điều kiện, có điều kiện làm ăn anh ha. Có điều kiện, thí dụ anh sẵn sàng anh tiếp tay. Dạ. Anh làm, nhưng mà họ phải đừng có nghĩ mà có tiền hay là gì mà coi thường người không tiền. Dạ. Thì anh cái đó không chấp nhận. Dạ. Tại anh không phải là nói tiền là mua được tất cả đối với anh. Dạ. Cái quan niệm sống anh là cái quan động là cái đạo đức. Đúng rồi. Chứ không phải là tiền. Nói chung đôi khi á, có tiền mà
vợ chồng không đồng cảm thông cảm cho nhau cũng đâu đúng mấy rồi. Hạnh phúc đâu an tâm ha. Đúng rồi đó. Được chứ thì... mà có tiền cái coi rẻ hay là khinh á, dạ. Chồng mình thì hay là gì thì anh không chấp nhận. Dạ. Đôi khi cái điều kiện đó rất nhiều anh chị, quý anh chị có điều kiện đó nhưng mà không có tiếng nói chung rồi không đúng. Hiểu nhau đó. Đúng. Thì đâu phải là có điều kiện mà là có được cái hạnh phúc đâu, cũng có điều kiện anh chị có hạnh phúc rất nhiều. Nhưng mà đôi khi bên cạnh đó mà không hiểu nhau cũng khó giữ được lắm anh Tâm ạ. Đúng rồi. Dạ. Một lúc nào giống như nước nó tràn ly vậy đó. Dạ. Khi mà cảm thấy tới đó người đàn ông á chịu đựng không nổi mà dạ. Người phụ nữ thì cứ ỷ vào tôi có tiền là tôi có quyền. Dạ. Nhất anh phải nghe theo tôi. Dạ. Không phải vậy. Cái điều đúng và sai thôi. Dạ. Cuộc sống là phải mình biết trân trọng. Dạ. Và mình phải biết phân biệt đúng sai chứ không phải mình nói ngang nói tàn được. Dạ. Thì cái đó là cái đạo lý sống của anh. Dạ. Cái nguyên tắc sống của anh là vậy á. À, dạ cảm ơn anh Tâm vừa chia sẻ và giới thiệu bản thân của mình. Như là năm nay anh Tâm là 51 tuổi. Để mà mình tìm một người ý chung nhân đó, anh chị cùng nắm tay đi hết mấy ngày còn lại. Thì cái độ tuổi quý chị mà để mà được anh tìm hiểu chọn là khoảng bao nhiêu để phù hợp với tính cách của anh chia sẻ. Nói chung em. Thì cỡ tuổi anh đi xuống được rồi. Đừng dạ. Có lớn anh. Rồi. Nói chung là từ 51 tuổi với đi cho xuống em ha. Xuống được rồi. Rồi, ví dụ mà có chị nào khoảng 30 thì sao anh? Càng tốt. Nói chung là nhỏ tuổi anh là được anh ha. Đúng rồi. Đừng có lớn hơn 51 là được rồi. Nói chung anh qua mấy mảnh tình nó toàn là nhỏ anh mười mấy tuổi. Dạ. Mười mấy tuổi, con người thì nhỏ hơn gần 20 tuổi. Dạ. Rồi. Xem 20 tuổi. Rồi tìm hiểu không hợp với là chị ta. Nói chung là anh qua đúng ra 5 người. Dạ. Mà làm như không có duyên nợ. Ở đó gãy đổ mà đa số là trẻ không. Có một người là lớn tuổi bằng anh. Dạ. Giống như là trong cái thời gian tìm hiểu thôi. Giống như là anh chị hầu như quyết định gần tới hôn nhân. À. Nhưng mà do gia đình, do nhiều cái lắm. Làm như bây giờ nó cảm thấy là mình không có duyên nợ. Dạ. Thậm chí hồi anh năm bốn mấy tuổi là anh quyết định là tính là không lập gia đình luôn. Dạ. Nhưng mà anh qua mới đây nè, mới cách đây thôi. Dạ. Thì tự nhiên anh lại muốn lập gia đình là anh coi cái chương trình của Tấn Dĩ với bên em á. Dạ. Vô tình anh coi là mới cái mấy cái gì thôi, mấy show dạ. Thôi. Thì anh cảm thấy thì cuộc đời mà với mình lớn tuổi nữa cũng có bạn chi kỷ chia sẻ này kia, hữu hỷ đồ này kia. Dạ. Cũng có cái chăm sóc cũng đỡ lắm. Dạ đúng rồi. Đôi khi mình lớn tuổi anh Tập, sau này mình có một người bạn đời của mình nó hữu hỷ cái tuổi sớm chiều, chở gió chở trời, rồi còn có người bạn bên đúng cạnh để là chia sẻ cái buồn vui anh Tâm ha. Đúng rồi. Dạ. À, dạ anh Tâm ơi, thì cái độ tuổi của anh Tâm thì anh Tâm chia sẻ lại cho một người bạn của mình đó, anh cũng giới thiệu trên phần video rồi. À, em mời anh là chia sẻ thêm giùm em á là cái tính cách mà của quý chị mà để mà hòa hợp được anh chọn đó, là cái tính cách của quý chị như thế nào vậy, và anh cái sở thích của mình là thích một người bạn mình làm cái công việc gì nữa, anh có thể chia nói chung đây. Làm công việc gì thì không quan trọng đâu, quan trọng là công việc đó là không mất đạo đức. Dạ. Là con người mình làm cái công việc đó là đừng ảnh hưởng tới đạo đức làm người của mình thôi. Dạ. Rồi xong rồi như giống như là cái quan niệm sống á. Dạ. Thì hai người phải biết đúng sai. Yeah. Giống như tìm hiểu phải biết đúng sai, cái nào cũng phải trân trọng cái sự đúng sai trước cái đã. Biết cư xử là điều quý rồi. Dạ. Vì hiện nay là anh mình là gốc ở thành phố Hồ Chí Minh, thì anh chọn người bạn của mình là anh có phân biệt là ở tỉnh thành nào hay không, hay là bất cứ nơi đâu cũng được anh ạ? À. Không, anh không quy định ở đâu. Tại anh cũng nói chung tuổi trẻ anh á. Dạ. Thì hồi đó là anh có tài sản rất lớn. Dạ. Anh đi từ Nam chí Bắc. À. Anh đi suốt anh săn tìm người của anh. Dạ. Nhưng mà anh đi kiếm là anh thích họ, chứ không bao giờ để họ thương anh. Anh thích họ trước đã. Dạ. Thì anh mới tiến tới. Dạ. Ở đó là vậy đó. Nhưng mà duyên không hay duyên không có lên. Đúng. Dạ. Chính xác. Là anh đi rất nhiều. Là lúc anh đủ tuổi là anh muốn lập gia đình rồi. Dạ. Tại đó anh nắm sự nghiệp cũng lớn á, rồi anh cũng muốn lập gia đình sớm để thừa kế đồ con cái mình tiếp bước mình. À, lúc đó là anh ra đời là bằng sớm à? Anh ra đời sớm lắm, rồi anh thành đạt rất sớm. Dạ. Cũng đời anh. Và khi mà anh phá sản rồi đó, sau này anh phá sản thì anh mới chạy xe. Dạ. Đó, thì chạy xe công nghệ này thì anh mới chạy sau này thôi.
đó. Rồi cái vừa lúc đó là cái bạn đời á, dạng như anh muốn cưới vợ á, thì lúc đó thì gãy đổ thôi, anh cũng suy nghĩ không muốn lập gia đình luôn, buồn lắm, tôi tâm trạng đang buồn đúng á. rồi, rồi anh chỉ muốn là thôi sống khoảng đời vậy, gia đình vậy đó, chung gia đình, rồi thậm chí anh tìm một cái chùa nào đó anh vô ở, anh tu chậm luôn cũng được hả? Anh có những cái suy nghĩ đó, anh cũng có từng vô chùa xin là tu chậm luôn á, Nhưng mà chưa đủ mà duyên sư nói chưa đủ duyên, ha. Đúng rồi. với lại chưa có dứt hết duyên trần đâu. Thì có thì rồi thôi anh trở ra thì anh giống như cứ chạy xe công nghệ đồ này kia rồi sống gia đình vậy thôi. Còn cái quan niệm anh là nói chung vợ ở tỉnh hay là ở đâu nếu mà người hợp thì không thành vấn đề, còn thí dụ sống bên anh hay là sống bên kia anh cũng quan trọng cái chuyện đó, mà quan trọng là biết cách cư xử, Hiểu nhau đấy. hiểu nhau, đối đãi làm sao. Rồi với lại sống thì nên quyết định á, mà cảm thấy hợp thì đến, thiệt hợp á, thì mới đến, chứ đừng để nửa đường gãy đổ thì làm cho một cái buồn lắm, tại anh sống dạng như nội tâm mà Đau đớn anh ha. đau dữ lắm, anh tánh anh là vậy đó, khi mà chia tay tình cảm mình buồn lắm, không muốn vậy. Không phải là ghen tâm trong ví dụ là cuộc hôn nhân hay là có tình thương mà chia tay thì ai mà không buồn được. Chia tay là ai phải buồn Nhưng rồi. mà anh thấy có một số giới trẻ hay là những người khác á, thì họ coi dạng như cái chuyện đó như hời hợt lắm, qua lo cái có thể là họ đến với nhau, còn anh thì thật sự là khó đó. Hồi đó đó giống như anh tìm hiểu một người đó trước mắt là đạo đức đồ như thế nào rồi tìm hiểu đến nhau mình mới đến, chứ không phải tự nhiên đến rồi muốn chia tay chia tay, anh không thích vậy đâu, làm vậy buồn khổ mà gây cho người ta cái kêu bằng cái tổn thương, anh lại không muốn vậy. Sống mình phải có tâm có đạo đức thì tánh anh là vậy đó, bởi vậy nên từ nhỏ ví dụ kêu anh sát sanh cắt cổ gạt con vịt anh cũng có làm điều đó. Mà đặc biệt nữa anh nói thêm là những người nào mà làm giống như mà phân nửa của anh á, nếu mà đến thì anh không thích những người nào làm nghề sát sanh đồ này kia, anh lại không thích cái đó, tại anh không thể nào sống chung với người mà chuyên sát sanh đồ này kia, anh sợ Nhìn lắm. sợ hả? Anh sợ lắm. Nhưng mà em thấy đa phần giờ em thấy là đi mua đồ ăn ở ngoài giống như là thịt thịt heo thịt lợn người ta làm sẵn, gà vịt người ta không làm sẵn rồi. Chứ anh sợ lắm. Như Anh có phải hổm hổm anh về Bến Tre bạn chơi á, cái thấy cái cô đó cổ làm ngày mấy chục con gà gà vịt đó ở đâu anh? ở Bến Tre, rồi cái đi chung với người bạn, mà cái người bạn đó cũng kết trên bạn bè gì đó quen trên cảnh, cái vụ anh đi chung thì anh khoái vui với anh khoái đi tỉnh chơi lắm, đi lỡ thì cô đó người bạn nói luôn, người bạn cũng mới xuống lần đầu cái nói cô đó thích đó, rồi cái đòi xuống nhà anh nói không không, anh nói thằng đó mày đừng có dắt tới nha, Làm gà sợ hả? không hợp, tại sao nhà giống như làm tay mà sát sanh đồ là anh thích, tại vì cho dầu cỡ nào anh cũng thích. Ủa, vậy là bạn anh xuống cái nhà mà chị làm gà ở Bến Tre là phải chị Như không ta? Không biết bán gà đồ quay đồ á, Bán gà giao gà phải chị Như không ta? Tại vì vừa rồi em cũng chia sẻ câu chuyện của chị Như ở Bến Tre. chị ốm ốm á, Ốm cao. ốm không cao lùn, Chị đã có lập gia đình lần nào chưa anh? có lập gia đình rồi, Đổ vỡ. đổ vỡ, Có đứa còn con như đang đi có học. hai đứa con gái thì phải á. Em nhớ không? Đứa hai đứa em nhớ. Nếu mà đúng, Ngay cầu gạch miễu vừa xuống cái quẹo, nếu mà đúng chị Như là em có quay hình chị đó rồi đó, em quay tại nhưng dưới mà luôn. anh không có thích dạng như thứ nhất là bất cứ ai làm nghề mà sát sanh và máu me là anh có chấp nhận được, Vậy là trước giờ chắc là đâu dám làm gà làm vịt gì anh mà. anh không bao giờ luôn, không bao giờ sát sanh luôn, thậm chí con vật anh không có giết, không có sát sanh, cái tâm anh từ nhỏ vậy rồi. Thậm chí thí dụ giờ anh coi mà những cái chương trình Lục Lạc Vàng hồi xưa mà mình béo á, anh thấy những cái hoàn cảnh gì là cái là anh chịu không nổi, cái cảm Cảm xúc. xúc anh cái cảm xúc anh dừng lên liền, bởi vì tánh anh vậy đó. Bởi vì nói chung nếu giờ nếu anh sống thì nói chung không đến nỗi gì, mình cũng chạy cũng sống qua ngày. Thí dụ anh làm thí dụ mà cầu tiến được thì anh làm, thì anh cũng đem tiền như được thì anh cũng đưa ra ngoài từ thiện hết à. Tánh anh là vậy, tại anh không phải là sống là để cho mình cuộc sống mình mà đâu gì đâu, trước sau cũng là về cát bụi, miễn sao cầu cho mình khỏe mạnh là được rồi, đó là anh quan niệm sống của anh là vậy.
Dạ cảm ơn anh Tâm vừa chia sẻ bày tỏ bản thân của mình để gửi đến quý vị khán giả thân thương, và bên cạnh đó là quý chị xem qua chương trình để có thời gian anh chị tìm hiểu nhau. Trước khi em kết thúc video, anh Tâm có đôi lời gì mà nhắn gửi đến quý vị khán giả và quý chị mà xem qua chương trình, biết đâu mà khi những cái lời nhắn rỡ chia sẻ của anh làm chạm đến trái tim của quý chị để gọi về chương trình, anh chị hẹn để gặp nhau, em mời anh. Đó. Thôi thì em đây cũng anh đây cũng xin gửi nhắn rỡ tới quý cộng đồng mạng, anh chị em cô bác gần xa được mạnh khỏe, nhiều sức khỏe và mọi người được cơm no áo ấm. Dạ cảm ơn anh. Dạ anh Tâm ơi, anh Tâm có chia sẻ gì thêm không để em xin khép lại chương trình? Không chắc chưa dạ, sẻ gì ta. Dạ anh Tâm ơi, là ngày hôm nay anh Tâm đến chương trình bên em để bày tỏ bản thân của mình, tìm được một nửa yêu thương. Anh Tâm có đồng ý cho em sử dụng hình ảnh của anh và lời nói tiếng nói của anh để đăng lên trên Facebook và fanpage và YouTube trên trang cá nhân cộng đồng mạng không ạ? Rồi chấp nhận. Dạ. Và anh có thể chia sẻ thêm giùm em, từ khi anh xem chương trình kết nối yêu thương bên em đến cái thời điểm ngày hôm nay anh đến với chương trình, anh bày tỏ bản thân của mình, anh có phải tốn một khoản chi phí nào chi trả tiền cho bên chương trình em không ạ? Không có em. Dạ, không có tốn chi phí gì hết. Em cũng thưa với anh Tâm là gì, không phải là riêng anh và tất cả cô chú anh chị đến đây để kết nối yêu thương hay là tìm người thân thất lạc bày tỏ bản thân mình, bên em sẽ miễn phí hoàn toàn trong suốt cái thời gian mà chia sẻ video, không nhận một khoản chi phí nào tất cả cô chú anh chị đến với chương trình. Và em cũng thưa với anh Tâm là gì, bên em chỉ là làm một cái nhịp cầu nối nho nhỏ. Cái nhịp cầu nối bên em có nghĩa là gì nè, khi mà anh bày tỏ bản thân thì bên em đăng trên cộng đồng mạng, nếu như anh chị đủ duyên thì bên em cung cấp cái thông tin đó để anh chị tìm hiểu nhau. Ngay cái lần gặp đầu tiên anh chị chịu trách nhiệm giùm cho em là tìm hiểu hạnh phúc hay không hạnh phúc là cái quyết định cuối cùng của anh chị. Chứ sau này đừng có đổ thừa em là mai cô đó hay là mai anh đó tính tình thế này rồi gia đình thế nọ, là anh chị thông cảm giùm em nha. Đúng rồi. Đó em cái nói trước. Tìm dạ. hiểu tự mình tìm đúng hiểu rồi. Là... Tại vì em nói là anh không đến chương trình bên em đi, mà anh đi tiệc cưới hay là lễ hội liên quan bất cứ nhà hàng nào, anh vào để anh đi tiệc cùng, vô tình anh gặp một cái chị nào đó, anh làm quen thì cũng ngay tự tìm hiểu từ đó về sau anh cũng tự tìm đúng hiểu rồi. Không lẽ anh bắt ông chủ nhà hàng đi tìm hiểu cho anh đúng không? Đúng rồi. Dạ em nói trước lại vậy. Còn trong quá trình mà tìm hiểu quen nhau mà trao tặng nhau hay là cho mượn cái này cái kia đó là anh chị cũng tự chịu trách nhiệm giùm cho em. Chính xác. Chứ đừng có đổ thừa bên chương trình, đến với chương trình mới biết được người đó là phải là người đó thế này người đó thế nào á. Cái trước tiên là anh chị cái đặt cho mình một cái câu hỏi là gì nè, tìm hiểu nếu hạnh phúc thì đủ duyên, mình cảm thấy không hợp xem như bạn bè. Đúng. Còn chương trình là cái người để là đăng tải thông tin để anh chị có thông tin và hẹn gặp nhau thôi. Dạ vậy anh ha. Dạ có lẽ là thời lượng video ở đây em cũng xin tạm khép lại và cũng xin kính chúc quý khán giả xem video ngày mới an lành và hạnh phúc. Dạ trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ sức về âm thanh, hình ảnh, lời nói không được lưu lót, cũng mong quý cô chú anh chị để lại phần comment hướng dẫn anh em sẽ cố gắng ra những video chất lượng hơn, không phụ lòng ông bà cô chú anh chị trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo ạ.